Xin chào các bạn, mình là Phú Nè. Rất đủ tầm lâm. Là lần đầu tiên là anh Tiên là tự là nấu mì cái cho Phú là ăn luôn á. Ghê chưa? Tiên đủ nè anh Tiên. Gắt con khô này à. Chết ra để hỏng thôi là anh Tiên làm nguy hiểm lắm. Cắt cái bọng đó bỏ vô đây đây là anh Tiên. Trời lắm mà nói chuyện mệt quá. Kiện Tiên cứ cắt đi. Phúc sẽ là người chỉ dẫn cho. Chỉ dẫn làm gì? Phúc sẽ chỉ dẫn là anh Tiên làm cho. Cái bọng gì vậy? Cái bọc đó, cái bọc gì à? Bọc sai tế à? Bọc siêu cay. Bọc siêu cay mà trong lúc ăn không có thấy cay gì hết mà. Mày ăn chưa? Chưa. Biết chưa ăn cho biết. Biết kêu nay nói mụn mụn kìa Tiên. Bậy, tay trưởng hành ta nói mụn chứ không phải kêu. Trưởng hành hả? Trưởng hành ta không nổi nữa nha. Là anh Tiên bỏ gác chưa vô đây tay mẹ Tiên. Quần ở túi không? Hai túi. Đưa đây bỏ rác rồi, không bỏ vào muỗng. Bỏ đi. Để xuống dưới đi. Quá mệt mỏi. Cái bọc gì nữa dạ anh Tiên? Coi lấy em cây kim với cây chỉ đi bà. Giá cái mỏ này lại. Cái bọc này công nhận nó giống rau biển. Giống rau biển mà. Nè bỏ bịch này vô bọc rác đi Phú. Anh Tiên là có chết Tobuki với cái gì vậy gì Tobuki Tobuki vậy phải rồi còn cái cục này là cái cục gì anh Tiên? Cục bò viên nha. Biết hả? Không hỏi cái này là hả? Chả cá viên. Này là thịt bò. Còn cái này là cải tiến, này là nấm kim châm. Còn thiếu gì nữa không? Mì nó chi không giới thiệu. Có mì luôn nha. Ở gì nữa? Nói là nước. À đúng rồi, có nước luôn. Có nha. Gì nữa? Con Tiên. Có Phú Cà Lâm nữa. Ngọt gì nha. Niêm nữa hả? Ây da, Phú niêm giùm được không? Không. Phú phải chỉ là ăn giùm được thôi chứ Phú không nghe chi ông dùng. Phú ngồi chơi xếp ra để học thôi là cái tiên hồn mà bỏ đồ ăn vô nó văng chứ. Lạc quá hả? Ngon không Tiên? Đặt nhắc rồi thêm gì Phú? Cay quá. Thêm đường với muối đi. Đường với muối đi. Lạc mình ra nó cay dữ vậy trời. Cua bảy up đi. Để up đi. Cốt cho Phú một cái lên lê bự đi. Bự đâu? Kìa. Cũng được. Gót thêm mấy miếng đi. Làm chuyện dữ vậy bây. Gì vậy? Cái gì vậy? Gì mới gì? Cái gì? Cái gì kêu? Cho muối vào miếng. Mặt Phú sức kem hay gì bóng như trời. Đổ mồ hôi. Một miếng của anh Tiên là bằng nửa chảo á. Đang lẩu ngọt ha. Lẩu ngọt thì không có bỏ dừa dừa. Dừa dừa vậy, ngọt thì đá kiến bu chơi mày. Này là nó mắm nam ngư. Không muộn giới thiệu luôn. Rồi còn cái gì nữa không Tiên? Đàn bỏ vô hết đi. Còn cái gì đi? Mắm ruốc, mắm tôm nữa. Sao cái tô bò kì nó cứng dữ vậy chị bà? Chút bỏ vô mày. Chút cái này cũng cứng à. Rồi đó, ok rồi đó. Rồi bỏ topping vô đi. Bỏ nấm kim châm 77.
bỏ xúc xích vô nè, bỏ bò viên vô, mấy này cứng vô trước. Ừ, xích bò viên rồi, rồi với lại gì, bánh gạo xích ngon. Phú xúc xích ngon. Chị Phú có ăn cơm không? Chèo Phú có một chén cơm mà. Đợi lâu rồi. Bỏ từ từ, dễ vậy với văn á. Chúa ơi, đó Tiên còn bỏ nhiều. Đợi anh Tiên lâu không? Đợi lâu. Đợi nhanh Tiên. Từ từ. Thôi để ta làm cho. Không, để Phú làm cho. Anh Tiên làm văn dữ lắm. Trời ơi. Muốn ăn sao Phú? Muốn ăn là phải lăn vào bếp. Ra cái cửa lăn vô tới đây là được rồi. Không, trời ơi. Đây đi chút về luôn. Bỏ bò vô. Chưa, bò để sao cùng đi, nó mau chín lắm. Chưa. Để bỏ cải vô. Ừ. Với bỏ nó kem kem chăm vô chưa chạy ba? Chưa, chút đi. Ngon quá ta, sao sao nấy thấy nè Tiên nấu ngon chứ. Trời, Tiên nấu rồi Phú trời. Nấu quá. Cái gì? Phú nấu quá chứ. Phú Niêm thử rồi, Phú nấu Phú Niêm đi. Thôi. Nấu Niêm chứ trời, ai nấu Niêm. Phú là chỉ là. Hỏi, hỏi Niêm nè. Bỏ chén hơi đầy hút cho. Rồi thử coi. Thấy sao? Làm như tao cho anh này hả? Vì mày hửi mày. Chắc mùi hơi cay quá. Cay lắm, nó hương ngõ nè. Nó như hử miếng chưa ngõ. Cái mũi. Wow nè. Nêm đi, lẹ đi, nguội rồi. Hỏi. Nguội rồi. Em đi đừng làm muốn già. Nó vô cơn cười đó rồi. Đừng có ống cười. Thì mày ăn đi. Ủa mày nếm thử coi. Sao? Ngon không? Ngon. Ngon hơn chị ba không? Hả? Ngon hơn chị ba nấu không? Ví dụ như giờ mình khen dở hơn là mình đi về. Mày giờ mình khen ngon thì mình được ở ngồi ăn. Ngon. Ngon đi. Ngon đi. Khen ngon đi. Sao? Sao? Trời ơi, nó ngon. Ngon mà cay hay gì á? Cay. Cay hơi hơi cay thôi chứ nó không có cay dữ. Ừ, như bữa hảo cũng hơi hơi nha. Rồi để đi rồi trụng với mì vô. Để dặn lửa đi. Lửa lên đại đi. Sao nè, sao nè, ngon không? Ngon. Nè Phú. Quá xuất sắc. Hello, xin chào bạn. Mình là Tiên, là Ivy. Gì? Phú học heo có vậy, Tiên Ivy. Ừ, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Tiên Ivy. Sau cái màn tấu hài hồi nãy thì bây giờ mới giới thiệu đây mấy bạn ơi. Hôm nay là cái chuyên mục là ăn cay kể chuyện ma nha mấy bạn. Và Phú đã bị dụ xuống đây để nghe những câu chuyện ma hài hước hấp dẫn và không kém phần rùng rợn kinh dị. Cô ma đồ đinh hàm răng trắng tinh. Đứng dụ Phú nữa. Nó lũ đầu ra là Phú là thục gò. Làm đừng có hồn Phú nữa, Phú sợ ma. Hồi nãy Phú không có sợ ma, anh Tiên kể đại đi. Thôi, Phú đâu á, chứ trời chứ cả cứ rồi ngồi ăn mì luôn hả gì ạ? Đói bụng quá. Chiều giờ chưa ăn cơm hả? Chiều Phú có cái chén cơm cỡ bằng gai Phú à. Ăn ha. Chế thêm nước vô ha. Được rồi, khỏi chế. Ừ, chút nó sắc xuống nữa mà chế. Niêm nãy vừa có mặn không? À, ngọt. Ngon. Ngon rồi phải không? Ngon không? Ngon, cay cay, ngon. Ngon ha. Mà vừa ăn không? Vừa ăn. Ê, quá ghê. Chút mai xối nó nhập vào đâu cắn nè. Con vô ông bi này quá ghê. Cắn cái coi. Zombie vậy Phú? Zombie vào một. À, đảm bảo luôn cái trong bất kỳ dưới lên cho chừng nó sẽ bị kích đến Tiên. Muốn ăn Tiên. Đã bảo ăn tao à? Ủa, phải muốn là ăn mì của anh Tiên nấu. Chứ không phải là muốn là ăn anh Tiên. Nhưng mà muốn ăn tao, không phải muốn ăn tao là dễ đâu. Anh Tiên gì Phú? Anh Tiên làm gì? Cạo cạo cái tóc bất kỳ lên nha để nó kích đít á. Rồi. Lửa lớn lại đi. Lớn anh Tiên niêm ngon chưa? Ngon. Niêm lại không? Chạy tóc rồi coi đầu cổ gì. Mới hấp có một miếng anh đổ mồ hôi một kê hết. Cổ gì như bà điên vậy? Bà điên gì vậy? Bà điên bà láp gì tới vậy? Bà điên kìa Tiên, coi bà điên kìa. Gì? Chạy tóc đây, đây quay quay đây. Mới niêm niêm trong chén đầu bà. Có niêm đâu? Cái đầu mới gọi chiều. Tiên làm gì đâu vậy? Tiên lấy hai kẹp kẹp lên đi. Ôi không kẹp lên nó đâu vô nếp đâu.
Phú bị nổi cái một bụng ngay trên trán, đừng đụng đau. Rồi giờ thành một khùng luôn. Rồi giờ cho em đi sao, xong chưa? Lá đẹp, quá đẹp trai. Có gương đằng đâu bút. Thôi gương đi. Chưa, nó xúc lại nữa rồi. Móc đi học để tóc vậy nè, bao đẹp trai. Trời ơi, gương. Oh my god luôn. Quá đẹp trai, cười ai coi. Wow. Đẹp trai, oh my god luôn. Trời, thịt tưởng bòi đâu bị thối lỗ rồi. Thịt bò vô đi, ăn kìa, chín rồi. Chết cha, nó chín quá rồi, giờ bố thôi về đi. Dọn chỗ để thịt bò vô tiên. Làm gì hả? Dẹp. Vậy thôi, giao dẹp thịt bò. Chạy ba kêu dẹp chỗ cho chuẩn bị ăn. Giao dẹp thịt bò nha. Để em hết luôn đi tiên. Hết luôn hả? Ờ, trụng bên á. Ờ, nhúng rồi chuẩn bị lấy nhúng chen lên. Đó, rồi cứ để lên. Ừ. Đó, không ăn. Ôi dồi. Phú biết ăn thịt bò sống không? Tiên để ra ăn sống rồi. Đầu tiên là anh Tiên quốc hơn. Rồi tao cái mâm, để cái mâm lên. Gì vậy? Ăn sống, ngon lắm. Khùng. Tiên chạo quá. Thiệt, Trúc ăn sống rồi Phú rồi à. Vậy thôi để Trúc nhúng đi, để phần nửa chín thôi, còn phần nửa để nhúng. Đi chạo. Thiệt. Chạo làm sao Phú? Trúc ta làm cho ăn, ngon lắm. Thiệt hả? Thiệt. Ngày mai muốn còn đi học á. Dạ. Vậy không ăn được, ăn chín nè. Thôi đúng rồi, còn một nửa còn chín mà, chín nữa mà sợ gì. Rồi. Để nó đi chút nữa. Dồn đi cho nó chống chỗ. Rồi nè, trả đũa lên nè. Ăn hiếp Phú đâu rồi. Còn cái bọc muối kìa. Chính rồi đó. Ăn Phú hiếp đâu rồi, Phú đâu rồi. Cái đồ gấp nãy đâu rồi? Gấp nãy rồi. Rồi chút để đồ gấp vô lên đây nè. Chút cứ lấy đồ gấp gấp cho dễ lấy đũa khó gấp. Thôi được, Phú được. Rồi chuẩn bị. Đây, đưa đây, đây, chuẩn bị nè. Chuẩn bị chiến nè. Này là gì? Saban. Saban. Saban gì? Uống Saban. Ăn lẩu uống Saban. Chu chu Saban gì? Anh ăn đã. Đó. Rồi Phú ăn gì anh Tiên gấp cho. Phú ăn thịt bò sống không? Tiên lấy cho. Không. Trụng trụng xuống giấy chín. Vậy nhúng nhúng gì là ngọt ngất luôn. Vậy mới đã, ăn thịt bò ta phải ăn vậy chứ trời. Lượng cây xúc xích coi nè. À. Đưa chén này. Quá là hấp dẫn, tìm mốt cho Phú mì. Để cây xúc xích bự này ra đi. Thôi luôn. Với cây nhỏ luôn. Rồi. Trời ơi, ê miếng bò sống. Đi gắt cho Phú mì với miếng nám cây kim châm. Ghê trời. Coi chừng cái miếng bò sống nó vô cái tô của Phú nha. Cái đồ gấp rồi, gấp đi. Trời ơi, tiên. Nước. Ui, quá ghê dữ. Rồi cái giá rồi. Để giá nó lật cái mâm bây giờ. Rồi là để cái này xuống đi cho nó chống chỗ. Rồi. Rồi cho ra thịt bò. Đưa anh Tiên để bên kia. Sao Tiên không nói? Để bên đi. Mệt mỏi quá mà. Được chưa? Được rồi. Được rồi, ăn thôi. Nè, cho cậu thịt bò chín nè. Không rồi. Chín rồi. Mở đây rồi, chín rồi. Chín rồi. Đó, chưa, nhúng cái nữa đi. Chưa, thôi nhìn nó. Rồi nè. Thôi. Để nó đi nào, muốn ăn gấp. Uống một chén rồi. Ăn ngon vậy mà không ăn. Rồi mời các bạn, chị, cô chú ăn đi. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Nóng nha. Có đồ gấp á, có đồ gấp dễ lắm đi.
Nè, ruột thịt bò này nãy giờ dưới chín rồi nè. Để đi, tự muốn ăn. Sợ sống. Người sống ngày mai đi học tao cho mê luôn. Sao? Lửa nhỏ lên. Có cái còn ăn được. Lửa nhỏ xíu rồi. Có ngon. Cái chị nó nhỏ quá, hồi nãy cô kêu là lấy cái tô à. Là lấy cái tô đi mà chạy bà không chịu. Thì ăn từ từ thế gì. Cái nó nhỏ quá, không để được nhiều được đồ ăn. À, giờ còn nước, Phú nhìn tiên làm một lần duy nhất nha Phú. Làm một lần về đi. Em cho anh Tiên quán thịt bò nhúng nhúng ăn á, ăn sống á. Nè là học hỏi. Còn máu nha. Chưa. 3 tới 5 giây. Chuẩn bị nha. Rồi chuẩn bị anh Tiên nha. Nè, mời mấy bạn. Thơm ngon mời bạn nha. Tôi đây. Ngon không đi? Ngọt ngất luôn. Ngọt lắm. Phú giờ gấp ăn đi, cơm chín rồi đó. Phú sợ vậy đó. Không gấp ra là nấu nó cứng ngắt à. Cứng nó dài lắm á. Hồi dài à. Giờ ăn nó bụng bụng đỡ lắm. Giờ mới chín rồi Phú. Ăn đi. Đâu để Phú. Cục đó, cục này nó để trên đây chín rồi nè. Gấp ừ. Gấp miếng đó. Cục miếng đó chín rồi. Thôi gấp miếng đó cũng được. Miếng đó cũng chín rồi. Miếng này chín chưa? Miếng này chưa chín rồi. Chín rồi. Chắc chưa? Chắc chắn. Em chắc chắn. Em chắc chưa? Chết mẹ. Em chắc chưa? Mời mấy bạn nha. Không ngon mà bạn nha. Tôi đây. Hốt quá rồi. Rớt con mì luôn mới à. Chú con mì ở đâu Phú? Chú con trên cái lỗ mũi luôn. Ờ, coi mày ăn được với tao không? Mày cười nè. Rồi cháu bún mà ăn được. Rồi coi mày ăn được với tao không? Rồi cho mày phun ra một mặt luôn nè. Ê, ngon nè, chuẩn bị hấp con mì luôn nè. Nó rớt kìa nghe cái lỗ mũi toàn ten. Nè, ê, ăn rau mà không dám ăn mì. Vô mấy bạn ơi. Đã. Mời mấy bạn cục chả. Dưa chín nha. Dưa chín mà ngon lắm nha. Cái gì? Ê, dạ tao rồi. Ăn không được. Thôi mà cái gì thôi mà mày ghẹo luôn biết rồi mày thôi mà hả mày thôi vậy là anh đi là ăn đấy muốn không à chuẩn bị rớt cũng nấm trong lỗ mũi ra nè. Thôi mà uống nước cái giặt chặt nữa thôi. Ê buồn chết vậy. Lúc em mới quay qua đấy gọi là ăn liền luôn chị ba. Điếc thì chứ vừa mới quay chỗ khác rồi nó lớp liền. Vô Phú không có ghẹo đâu. Trời ơi. Để cho nhỏ ăn, nhỏ cười đỏ mặt hết trơn. Phú ăn Phú cứ đó bụng lần chết. Từ nghiệp ghê không? Còn Tiên chơi ghẹo hoài. Mày ghẹo anh Tiên chi vậy? Nó ghẹo mình thấy không mấy bạn? Nhìn nè. Ghê. Không thấy mắt đâu chứ. Trời mấy mắt đâu chứ. Rớt con mì luôn mũi ra nè. Teo toàn teo thêm kìa. Nhả rồi ghê quá hả. Chết rồi kìa. Ngày qua tao với anh Di mua có 3 cây bò lụi à. Mà nó còn ra ăn ké nữa chứ. Thơm ngon nữa kìa, bò lụi thơm ngon nữa. Ăn ké không chịu vô nữa chứ còn đem vô cho mẹ nữa. Quá ghê không? Để múc tóc quá kia ăn. Múc đồng Phú ơi. Để nó hồi khích đít à. Ừ, nhà Phú. Thôi, để tự ăn. Thôi không? Ăn cho tao mà. Thôi vậy ăn.
Làm răng vậy? Trời ơi, thịt bò chín quá trời à kìa Phúc. Trời ơi, xúc xích con Phúc nữa, tè le chà bá luôn. Từ từ răng ơi. Cả nhà chồng mua 32.000 bắt đó ông nội, cả nhà chồng. Tao ăn mày. Nó không ăn bò viên đâu. Nó ăn xúc xích không mà. Này như nào. Dịn đi. Nữa hả? Ôi cái miếng bò này còn sống nha nha luôn à. Quẩn. Chết mẹ hết nước. Hết nước rồi mà còn quấn. Thêm nước đi Tiên. Ngon. Xuống đây thì thấy thêm nước vô. Xuống đây bình thấy thêm nước lên được. Xúc xích cài bự ngon. Được nhắm cái con gù xích này. Cái gì ạ? Con gù xích. Chút con tè. Nhìn nào. Kè con gù xích luôn kìa Tiên. Nó còn đổ quét luôn hả Phú? Thế rồi, đồ anh Tiên sao? À. Tiên quốc luôn hả? Quốc. Ngon. Béo không Tiên? Béo dư. Chắc không? Chắc thử không? Thôi. Bình thường ăn này bổ quá. Chết, không không hả? Thôi đi. Dữ trời. Tính kể chuyện ma mà làm biến kể quá trời. Ông Phú ăn không ngon miệng mấy bạn. Không. Ăn ngon miệng không? Ừ. Ngon miệng không? Ngon. Vậy kể. Thôi vậy không ngon miệng. Không ngon về thì trời. Thôi. Nào cũng sao đỡ được. Ôi. Ôi ai đứng im, ngồi im. Cúp điện. Cái chảo. Điện rồi vô lấy cái điện. Rồi, hết pin. Để đây. Đưa điện thoại. Trời cướp điện đừng bỏ Phú. Múc dữ trời. Ngon mà. Tranh thủ cúp điện sao múc dữ trời. Thơm ngon. Cái gì? Ăn đi. Tự nhiên giờ này cúp điện ta. Kỳ á. Giờ 8 mấy 9 giờ cúp điện chà. Ai sửa điện? Giờ này ai sửa điện không nè quý? Có. Không nè. Đây đưa điện đây gọi cho tôi sửa cho. Giờ nè, rồi sáng rồi. Nào lấy nè. Sáng không chị chạy ba. Được rồi. Ok. Có bóng này là sáng dữ lắm rồi. Kỳ mà hai con cá hết cả kiểu. Đang ăn cúp điện Vũ âm mô Di Đà Phật quá trời. Hồi nãy mà cái chuyện ma mà cúp điện kiểu này chắc tới đấy không quên. Chắc cúp lần nữa. Cúp luôn rồi. Cúp rồi. Giá có điện nó ma đạn thử. Ăn làm cái gì? Có âm mô Di Đà Phật không? Ủa đâu tóc bút kêu hết rồi. Bút vô bút ăn hết rồi. Lấy này ra gấp nè. Đang chèo đang chống nè. Tóc bút kêu nè. Cho hay. Phú ăn không? Hả? Ăn gì? Trời ơi, con mù xích này nãy giờ luôn á. Trời ơi. Đâu vậy? Mình chết mù chết lên đâu vậy? Dưới đây nè. Đâu rồi? Trời ơi, cây xúc xích bự à. Ơi, Phú ăn không? Không, Phú ăn không hết. Thôi quất. Thôi, ăn vô phỏng mỏ, từ từ đi. Cúp điện rồi nha cả nhà. Nè, tóc bút kia nè Phú. Ơi cúp điện vậy có nhiều ăn trộm lắm á. Dạ. Ừ. Sao trời bao nữa. Nãy đang uống trà cúp điện cái giải tán hết rồi đó. Ai nhà ai nói về liền. Rồi cô tới từ đâu. Biết không. Ủa chơi hả chơi. Nãy cô tới có lên trả nè. Uống nước trà mà cúp điện rồi cô tư đâu. Biết đâu. Chắc anh trả nữa. Chắc anh chạm ghen phải rồi. Chạm ẩm ba đi. Cô Tư mà là ăn cô Tư mà là anh là ăn chạm mà ẩm nổi à. Nữa cú nữa. Sao ông Phú không ăn thịt bò ta? Phải làm có ăn Phú ăn ngay 3 miếng rồi. Gấp cho nó đi xin.
nay hai anh em bay ăn nữa ký thịt bò ít không tới nửa ký chắc 300 gram á. Ok không? Miếng đó bò sống rồi mới trụng á. Chửi anh Tiên khùng quá. Chửi đi anh Phúc. Thôi sao dám. Phúc mà chửi một cái là anh Tiên cho Phúc về hả? 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 Gà đánh Phúc ghê. Hoặc là đánh bọn tao dữ lắm hả? Là đánh Phúc là bê bê shit. Tao đánh mày lần nào chưa? Tao đánh mày lần nào chưa? Chưa. Ê có lần nha. Bữa giống chạy sản. Chạy khắp nhà luôn. Không ngon. Anh Tiên đánh sao Phúc? Bữa đó anh Tiên dí quýnh sao? Gì hả? Chạy ra núp ngoại mộ á. Chứ chạy ra cái gì? Gì ngon Phú quýnh Phú đi. Nè ngon à. Quất bọc khóc ngồi xuống ngồi im cái đứng lên trên nữa bút bọc ngồi xuống đau không Phú? Không quá là bình thường. Gì không đau hả? Đít bầm đen bầm đỏ luôn không đau hả? Sao tao nghe đau nha gì mà lúc đó là bình thường đau nha. Đứng lên trên đau nha. Đau hả? Đau hả? Bọc đau đau trên tao. Sao ghét anh Tiên không? Không vậy ghét. Thương anh Tiên không? Thương. Thương dữ không? Nó quýnh là sao? Tội gì quýnh nè? Tại sao anh Tiên quýnh? Cái đó tội gì? Chó của mày á. Giờ ăn hết thay đường chó luôn. Phải con chó gì vàng vàng đúng không? Ừ. Phải. Giờ tưởng con ma ngồi hay gì. Sao cái đồ nó luôn kinh vậy? Má thấy gì chớp chớp hả? Có nghe. Nghe kìa. Nghe kìa. Chớp chớp mãi kìa. Nghe cái tiếng che che của cô từ bụng bể. Ăn mà hồi hộp hết ha. Hồi hộp quá. Phải cô không ta? Nè giờ thấy trong kiến hồng kiến có hai người ăn một người ngồi trên ghế cầm bóng đèn rọi nè. Chị ba ăn không? Thôi không ăn. Cười chết luôn. Ngon quá mấy bạn ơi. Ngon Phúc. Ngon. Béo không? Béo. Này ăn rồi đem về chị hai không? Hả? Đem về chị hai không? Mình đem về luôn. Bình thường mày kêu chị hai khỏi cần đi quay mày ăn mày đem về cho chị hai mà. Là ăn chó. Chó là nó thật à. Giờ này có con ma mà là hiện hồn ra các con Phúc bưng tô mì chạy nhà không quá. Thật nó đạp luôn cái bàn, nãy nó muốn đạp luôn, tao kêu nó ngồi im chứ nó đạp luôn cái bàn rồi á. Đạp rồi đổ phỏng chiến giấy rồi sao không nổi? Đó, tao mới kêu nó ngồi im đó, tao thấy nó bung bung cái giò rồi. Tại vì là kiểu là hoang mang. Hoang mang. Là nãy đó, tự nhiên cúp điện tao thấy nó bung bung cái giò, tao kìm nó lại, tao kêu mày ngồi im, ngồi im. Hoang mang là hơi mất trí hả? Kiểu. Chứ không phải nha, bình tĩnh nhiều hả? Bùi sang dắt châu ra. Thấy châu tập thể hình. Kìa trời. Thấy châu tập thể hình luôn hả? Quá, video này chắc 100.000 view quá. Video này cười chết luôn trời. Anh Tiên lần đầu tiên nấu thấy sao không? Ngon, cũng được. What the hell? Ngon mà cũng được. Ngon nha. Ngon mà. Coi như Phúc chưa nói về giờ hồi đây. Ngon mà. Miếng thịt nó chín nó Phúc gấp đi cưng. Ừ, mở trọng á. Để chút nó dai nhất à. Ngon lắm. Chín rồi. Nãy giờ chị ba thấy à. Chắc chua. À miếng này chín rồi mày ơi. Thôi miếng đó chưa chín á. Ôi gió nha, gió nha. Gió nha, gió nha. Mùi nách quá khép rồi coi. Gió nó bay mùi hồi nách qua luôn á. Phú mà hồi nách. Trời ơi. Mày là chú. Ôi mỗi mình chút. Chút quá. Trời ơi. Cay chút. Ủa cay đó rồi bà. Chút ai biết. Chút chín rồi. Ủa cay đâu Phú? Hả? Cái bụi rồi các bạn. Nhìn dẹp chổng rồi. Biết. Kì vậy? Ghê là là anh đi ghé gì mất cả con cá trời rồi. À! Chị ba miếu luôn hả? Đi nước rồi uống khát
nước chết này nè. Đó là đúng rồi. Hơi quéo quéo. Tự nhiên đi đâu hết hả? Sợ không? Không. Giờ không mấy mình đóng cửa lại em nhốt Phú ngoài đi. Chạy thẳng vậy trời, dám chạy không? Chứ không á, Ý Thiên ngồi luôn á chỗ này. Nó ăn trong âm thầm. Trời ghét. Nước ra không? Nước ra không? Nước không? Nước không? Thôi để ăn đi. Sạch nha. Mình ăn hay thiệt chứ. Ngon mà. Tắt bếp đi Thiên. Khích đít rồi. Xem khích đít mấy tteokbokki này Thiên. Tắt bếp. Thì có tiếng bước chân người ta. Nghe đâu sau lưng á. Hay cô về. Cúp điện gì thôi. Cô không về ta. Cô về đâu có bóng đèn bóng mơ gì đâu ta. Không mẹ. Cô là lạ. Nãy má thấy ai đi ra ngoài rồi á. Ai xịt đèn đi ra đó. Đèn đi ra mẹ đâu có đèn đâu. Ai tám vàng. Nãy chở nó ai ngồi. Nãy là có là ông chính. Chú tám. Cô tư. Ai nữa. Hết rồi. Nè, xúc xích ít dưới à? Đâu có. Từ từ. Từ từ, để mình chờ muốn ăn. Ăn lẹ tao ăn hết á. Ngon lắm luôn nha mấy bạn. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nấu mì cay rồi. Thì mời Phú ăn chung mà không kể chuyện ma. Chứ tối đâu ăn mì cay hả? Ừ, bỏ rồi ăn rồi. Anh Tiên trưởng thành chưa? Anh lớn. Sợ tết. Anh lớn. Sợ tết. Thịt này có tiếng. Vậy nè. Lết. Cái gì vậy? Tôi lết. Đổi bên đi. Không. Hoàng Mang. Anh Tiên đổ bên Phú Anh Tiên. Thôi đổ gì trời. Cái ai đi á ha. Trời mà. Chó chạy rồi ơi. Nghĩ á. Chó chạy. Có Phú còn ngồi á mà. Chó cho bên chú Lâm. Chó Phú Lâm này ngủ rồi. Đi mà. Chó Phú đang ngồi đây nè. Đâu? Nè. Đổi chỗ đi mà. Lớt về là nghe gì? Nghe cái tẹt luôn á trời. Đúng đó. Phú nghe sẹt sẹt phải á. Cái nó vậy nè. Tự động. Cái đít tự động dài quá. Thầy còn phản xạ nhanh. Gì án mà đi mắt bơi hồng không ai thấy tôi. Không buổi sáng nữa hả? Phú kiểu là hoang mang. Ừ, hoang mang nãy giờ thấy hoang mang dữ lắm rồi. Thôi ướt áo luôn rồi nè mấy bạn ơi. Ôi đụng vô chảo nó nóng. Mấy thằng này cười biến thái ghê chứ. Thì đây nghe xích ra cái chảo ghê. Rồi xích ra ngoài ghê. Đừng ngồi gần Tiên chi mà đụng cái chảo. Tao nhập cái gió rồi hả? Ngồi trước mà không muốn là Tiên đẩy chảo xích tới nè. Đẩy chảo đẩy bếp ra tới. Cho nó không đụng. Tới nữa. Rồi. Tao nực dữ lắm rồi đó Phú. Thông báo này vậy. Thì là anh nên thì vô lấy cái quạt bắt lên. Cúp điện mất quạt mỗi ngày. Cái là ổ điện vô lỗ mũi. Nực quá. Hơi bị nóng rồi đấy nha. Có vậy. Đê. Nèm tin là ánh sáng đã trở lại. Rồi, có sáng đẹp rồi. Liền. Sáng đẹp liền, ăn đúng liền, rồi. Hết sợ nữa rồi. Chứ không phải mày cúp điện mày ăn trong nãy ăn thẳng luôn. Nãy giờ tao thấy mày cúp điện mày ăn nhiều hơn là có điện quá. Sợ quá, ăn hơi nhiều quá. Sợ kiểu không? Ăn cho lỡ mà. Ăn cho lỡ sợ hả? Sợ quá, ăn cho lỡ sợ. Ủa mà con chó cũng phút đau rồi. Về đâu rồi. Ăn đây mà lon chó quá. Cho nó cây xúc xích ha. Cho con chó cây xúc xích ha. Thôi. Đây rồi. Để ăn. Cái mày hương nó quá mà. Ai gì? Nửa cục rồi hả? Nửa cục ha. Nửa cục ha. Trên nhà Phú ngán rồi. Có điện rồi. Có tự nhiên cúp quá xíu ta. Hơn cái kia giá là cực cỡ. Giá cực cỡ quá. Cái giá bự dữ trời. Ngon quá à nha. Tiên nhảy nha Phú. Ai hú vậy ta? Hả? Nói nghe hú. Hú ai? Đâu chỗ?
hết rồi. Mới thấy gì sẹt quá. Gì bánh nè. Biết. Rồi dám đứng lên coi luôn. Ai mà lú cái đầu ra làm thuốc. Đấy trong quần xè xè xuống luôn. Có ai đâu. Đó. Mới sẹt qua mày thấy à, mày vô ăn giùm tao cái mày ăn. Kìa. Gì hả? Thơm ngon mà bà ăn nha. Ôi chứ đã sợ rồi. Sợ tới rồi. Đang chuẩn bị khóc rồi cứ hù nhỏ hoài. Có nào đâu chụp cái giò cái đáy quần kia không nội. Rồi vậy là thiệt rồi. Đâu chụp cái giò đáy vô quần kia. Nhiều khi cũng hơi nhí nhí rồi chứ không đến nỗi lắm. Không sao. Mới nghe gì không? Nghe gì nữa. Tao mấy người tao địch cái tẹt luôn, không nghe gì hết luôn. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Sợ ma. Thú không? Thú không? Thích vô. Hửi, hửi. Thơm, thơm. Thơm ngon mà bạn nha. Ý là nói tao mới địch. Quá là khủng khiếp. Mùi hơi uống nha. Vậy? Mùi hơi uống nha. Có làm hết trời đoạn, đoạn ba. Có trời đó. Dài chưa? Chắc dài. Sao là em đi mà không là ăn rồi là ngủ lên. Năm ok rồi. Mấy bạn ơi. Cho cục cá nhiên à. Má cười rớt cứ ngủi ra luôn. Đi vô. Tự nhiên cái luôn. Tao rớt ra trong quẹt vậy nè. Cái tao két vậy nè. Được. Còn két nữa. Sao chiều tao gửi lấy cậu lên. Chiều bút chuẩn bị lắm rồi. Chấm tanh đánh chiếu rồi đấm. Người ta đang tính ăn. Đừng bắt ra kìa bước. Quất đi. Là bụng dưới vậy trời. Từ từ hú rồi. Ăn đi đừng nói nữa. Rồi chết. Cười mẹ. Quá cười quá. Thịt bò béo không Phú? Đó. Quá là béo. Nào review cảm giác ăn mì cay hôm nay coi nó sẽ như thế nào. Nó cay. Thịt bò thì hồi nó bé bé. Ngon. Xúc xích nó không ngon à, xích này ngon. Xúc xích này ngon. Có hai loại thích ăn loại nào nhất? Loại bự với loại nhỏ loại nào ngon? Loại nhỏ. Loại nhỏ ngon phải không? Loại nhỏ ngon. Chút cho con bịch đem về, về sáng nấu miệng nha. Ok. Quất 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 đi. Còn còn sao là anh đi là học ăn nó đi cho uống. Rồi rồi rồi. Cho tiền cho đi 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 đi. Ngon lắm rồi. Bò nè. Thịt bò. Ngon lắm. Phú mì thêm không? Mì thêm. Gấp cho nó giá mì này nữa đi tiên. À. Gấp vô luôn. Tiên nấu quá muốn khích đít rồi nè. Bỏ vô, rồi đưa chén vô, đây. Rồi đừng, bỏ em bò nữa, bỏ vô rồi. Rồi, coi. Ăn bò, đừng ra rồi, bò. Rồi, cục đó là đưa anh Tiên, không ăn cục bò viên thì đưa anh Tiên. Chữ rồi. Chuẩn bị quốc đi anh Tiên hay gì, gấp không được, dặn ra ngoài luôn rồi. Chứ tao quốc trong phong cục bò vô mặt á. Quốc đi đi. Là ăn Tiên Tiên. Ừ.
lâu lắm rồi Tiên với Phú mới làm clip vui nhộn từ đầu tới cuối vậy luôn á. Trời ơi, cái miệng hôm thì ra luôn. Kiểu ngang. Mẹ ai thôi. Mày có Tiên thôi. Mẹ mày thôi có á. Ở anh đi nha nè. Ở một cái đó là tao hỏi khói ra. Hỏi một cái găng mày vàng thè kìa mày giống lo. Hỏi một cái. Ôi giờ còn hai găng không? Còn hai găng không? Không. Thổi một rồi, cái sao? Rồi cá cha găng thổi. Vàng rồi nó sắp hư tới rồi. Thổi một cái muốn xỉu ngang. Này là hệ Gen Z nè, hay K9 nè, hơi bị lầy lội em nha. Cái này là cái hệ gì biết không? Cái hệ cà khịa phiên bản dính từ đâu á, ai biết. Hôm nay là phim mukbang mì cay là phiên bản cà khịa. Phiên bản cà khịa mà có xen lẫn với hiện trường vụ án cúp điện. Nữa là cúp điện nó đập bay cái nồi mì cay luôn mấy bạn ơi. Ghê thiệt chứ không kìm nó lại nó đạp liền á, nó sợ á. Kéo hoang mang. Không ra, không ra. Cái miệng sao? Sưng, như đôi tích dịch. Chắc gớt mì ra ngoài quá hả, hồng quá rồi em thấy. Nó cười lại nó bệnh vô cô á không? Nó có cái tật cười hay đái trong quần á. Giờ dễ gì luôn. Giờ nó nhây luôn nè. Giờ mình chọc hố cười cho nó nhây luôn mấy bạn ơi. Thôi để nó ăn đi, để nó ăn nó nổi cười. Cười quá nôn cái ruột. Đó, nó đang tưởng tượng cái mặt tao mà ghép cái lỗ đít dịch vô chả. Như cái bỏ đít dịch. Chuyện dù mày bắt cười, cười em nổi mày. Anh đi đựng gẹo nữa để muốn ăn. Để ăn đi cười đau bụng không ăn nổi á. Ví dụ mà mình tưởng tượng ghép cái lỗ đít dịch vô cái mỏ thì sao ra. Okay. Cho anh Tiên ăn đi để anh Tiên đừng có khó nó nữa. Quốc đi anh Tiên. Dịch dịch đây. Mày ghẹo nó nãy cười té đá mà mày ghẹo hoài. Ê, đây gồng cái tay này đang không cười kìa. Đang gồng cái tay này đang không cười. Không phải nhìn nhìn tôi cười. Cái này tưởng tượng cái lỗ đít dịch cháy trên cái mặt. Phát ra phát. Ờ gán. Gán lên. Gán gồng cái này thôi. Gồng ấy, gồng ấy. Gấp tỉnh và gì Phúc. Gấp tỉnh và đẹp trai. Má cười gớt cũng cất mối lên à. Cười té luôn. Dạ. Dạ. Rồi, dời ga, dời đô ra ngoài ngày ngoài ăn rồi. Ê, ghê hả? À? Ê, ai kiểu kiểu nha. Chơi mình quá. Vô đây. Vô đây. Đi chơi đi. Vô đây. Nhỏ. Rồi, dời lên. Dục nó luôn. Khỏi cận nó luôn. Rốt đít ngồi đi cho cao. Giận quá rồi quay rồi. Rồi rồi. Lát vô. Cúp lát. Điện nữa rồi. Lát vô. Lát vô. Cái gì cúp điện hoài tại Sao cúp điện hoài vậy anh Tiên? Tự nhiên giờ cúp điện. Sao cúp điện hoài vậy chị ba? Chắc tối nay ăn cướp vô trên mày quá. Cái điện hai lần nãy lần. Rồi cô Tư đâu? Ở trên luôn rồi. Nãy Phú quên hỏi mẹ Phú là cô Tư đâu? Luôn. Kệ nó. Kệ nó. Để chăng đây. Ok mấy bạn ơi, cúp điện nữa rồi Phú nó lết vô. Hồi nãy mà đang ngồi ở ngoài mà cúp điện chắc nó đá vô. Ok các bạn ơi, nếu như các bạn thấy cái clip này hai anh em mình vui nhộn thú vị và hài hước á, và đây là lần đầu tiên mình ăn cay á, thì mấy bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like cho mình một like, và ai chưa đăng ký thì đăng ký kênh cho mình nha mấy bạn. Đá quần luôn. Còn đánh nhúm á.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Đừng quên ủng hộ mấy chị em mình luôn nha mấy bạn. Bye bye. Bye bye. Rồi ăn đi. Ăn đi lũ đít vịt. Cứ bật cái đèn chớp chớp vậy sao mà ăn được. Nữa rồi tắt luôn. Chị ba bật lên. Ăn trong âm thầm đi. Nãy mày cũng ngồi ở đây mày ăn à. Rồi ăn đi. Trời cười quá so hối luôn. Uống miếng nước vô ăn đi cưng. Không 7 giờ tới á. Yeah. Niềm tin là ánh sáng đã về tới. Uống miếng nước vô ăn đi. Không 7 giờ kìa.